Ngày 13 tháng 12 năm 1979, vượt ra khỏi sự trở thành và hiện hữu. Maharaji. Ông đã nhận câu thần chú chưa? Khách. Dạ rồi. Maharaji. Câu chú làm cho ông nhớ lại diện mạo đích thực của ông. Cha mẹ ông đặt cho ông một cái tên và mọi người gọi ông bằng cái tên đó. Câu chú được gọi là Nama, tên, Mantra. Có nghĩa là gọi chính ông như ông là trong thực tại. Niệm câu chú này rất có công năng và hiệu quả. Đạo sư của ta cho ta câu chú này. Và kết quả là tất cả những người khách này từ khắp nơi trên thế giới đến gặp ta. Điều này cho thấy sức mạnh của nó. Có nhiều câu chú khác nhau. Mỗi câu chú có một mục đích riêng và có thể đạt được mục đích đó bằng cách không ngừng niệm câu chú. Ông không biết hành động thọ của ông xảy ra như thế nào. Vì thế, biết cái vô giới hạn thì vô cùng khó khăn. Cho đến nay ông đã hỏi rất nhiều người về rất nhiều điều. Và kết quả thật sự là ông vẫn vô minh. Có một câu ông chẳng cần phải hỏi bất cứ ai. Ta có hiện hữu không? Ông hiện hữu. Và đó là cái biết trực tiếp của ông. Ông biết rõ ông hiện hữu ngay cả trong bóng tối hoàn toàn. Bây giờ hãy tìm cách biết chính ông mà không hỏi bất cứ ai. Vốn liếng của ông là cái biết ta hiện hữu. Hãy vận dụng nó, thiền quán nó và bằng nó. Khách. Tôi có thể dùng ngôn ngữ của tôi, tiếng mẹ đẻ của tôi không? Maharaji. Thiền không cần đến ngôn ngữ. Từ một bông hoa, một quả cây xuất hiện. Và trong đó có nhiều hạt. Trước khi có sự xuất hiện của một bông hoa, một cái gì đó đã xảy ra trong thân cây để có bông hoa xuất hiện. Đối với mọi người, cái biết trước tiên là cái biết về sự tồn tại của chính mình. Sau đó mới có cái biết về người khác, cái khác. Rồi các hành động và sinh hoạt bắt đầu. Chúng ta hành động theo ý nghĩa của âm tiếng mà chúng ta nghe. Người nghe âm tiếng không ở trong thân xác. Thân xác được làm bằng tinh chất thực phẩm. Đặc tính của nó là ý thức của chúng ta về sự hiện hữu. Người nghe âm tiếng không phải thân xác thực phẩm. Người nghe âm tiếng là người biết ý thức. Maharaji nói với một người khách mới đến. Tất cả cái biết này có ích lợi gì đối với ông? Khách. Để thoát khỏi vô minh. Maharaji. Với cái biết này, một người sẽ thoát khỏi mọi sự trở thành và sự hiện hữu. Người ấy còn gì nữa để làm? Khách. Chẳng còn gì. Maharaji. Một Jinani hoàn toàn vượt ra ngoài mọi tốt và xấu, được và mất, sinh và tử. Toàn thể ngũ đại nhận sự sinh ra trong ý thức và cuối cùng hội nhập với ý thức. Một số đạo sư gọi ý thức là Ishvara hay Brahman. Và đó là cái mà chúng ta là. Nhưng đó không phải là cái biết tối hậu. Cái biết này còn ở trong phạm vi của Maya hay ảo tưởng. Khách. Các linh ảnh có phải là biểu hiện của sự tiến bộ tâm linh? Maharaji. Một người có thể thấy các linh ảnh của các thần linh theo trí tưởng tượng của mình. Trước khi giác ngộ cái ta, Thánh Nam Điều vẫn thường thấy thần Vithan trong hình tướng con người. Vithan vẫn thường vui chơi và ăn uống với Nam Điều. Đối với Nam Điều có vẻ như đó là mục đích cuối cùng của tâm linh. Các thánh nhân đương thời như Jinanetwa
và Mukhatabai chỉ ra rằng Nam Deo chưa đủ chín mùi để trở thành bậc thánh nhân. Cái tối hậu ngoài mọi hình tướng, tất cả mọi kinh nghiệm và linh ảnh đều ở trong phạm vi của ý thức, tức là đặc tính của tinh chất thực phẩm. Một người phải nhận ra chính mình là người biết ý thức. Nếu ông ngưng ăn, liệu ông còn ý thức? Khách: Không. Maharaji: Trong lúc quan sát giấc chiêm bao, liệu ông thật sự tỉnh thức? Khách: Không. Nhưng điều đó được biết sau khi thật sự tỉnh thức. Maharaji: Nếu thân xác vẫn còn là diện mạo của ông, thì có nghĩa cái biết này đã rơi vào hai lỗ tai điếc. Trong thế giới này chúng ta bắt gặp nhiều sự tưởng tượng, nên thơ, không phải sự thật. Chẳng có ai có thời gian đi đến tận gốc rễ và khám phá sự thật. Phim ảnh trở nên phổ biến và các rạp chiếu phim đều chật ních người. Nội dung của phim ảnh có gì ngoài trí tưởng tượng của một ai đó? Tiên tri Muhammad hô hào chế độ đa thê cho các tín đồ Hồi giáo. Tỷ lệ đàn bà đối với Ả Đông đã quá cao và mỗi người đàn bà cần phải có chồng. Điều này có giúp tăng dân số của đạo Hồi. Tất cả những chuyện này xảy ra làm bận tâm chúng ta. Chỉ người hy hữu mới tìm được các câu trả lời trong chính mình. Người đó đi đến tận nguồn gốc của chính mình. Một người không phải thân xác, nó chỉ là chất liệu thực phẩm. Ý thức là đặc tính của thân xác thực phẩm. Vì thế một người cũng không phải ý thức. Ta là cái gì nếu không có ý thức này? Không có câu trả lời cho câu hỏi này. Ngay cả các bộ kinh Vệ Đà cũng phải im lặng ở điểm này. Thế giới được chứa đựng trong một hạt thực phẩm. Làm sao điều này có thể là sự thật? Với sự quan sát này, một người trở nên xa lìa và chẳng còn bận tâm. Vở kịch của ngũ đại. Maharaji: Chúng ta thường nghe lời tán dương một vị thần linh trong bài thơ Giáng Phúc vào lúc bắt đầu một vở kịch. Trong bài thơ đó có một dấu hiệu báo trước các sự kiện sẽ xảy ra. Tương tự như thế, căn bệnh của chúng ta hiện nay, ung thư, là dấu hiệu cho biết sự viên mãn sẽ được chứng nghiệm trong một tương lai rất gần. Maharaji nói với một người khách: Những gì đối với ta là tốt lành, liệu ông có can đảm nhận không? Khách: Tôi không chắc. Maharaji: Nếu nhận giấc ngủ ngàn thu, liệu ông có vui mừng? Khách: Im lặng. Maharaji: Mọi chuyện xảy ra là do ông hay do ngũ đại? Làm sao ông có thể mong đợi thái độ bình yên của ngũ đại? Dù bất cứ gì xảy ra, ông chẳng can dự gì trong đó. Vì diện mạo thân xác của ông nên ông cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh. Và ông phải tin vào sinh và tử. Tất cả các giác quan của ông là chức năng của ngũ đại. Ý thức hiện hữu của ông là đặc tính của tinh chất thực phẩm do ngũ đại tạo thành. Lời ông nói ra là đặc tính của không gian. Sự xúc chạm vật lý là đặc tính của không khí. Hình tướng là đặc tính của nhiệt. Dịch thực phẩm là đặc tính của nước. Mùi vị là đặc tính của đất. Ông ở đâu trong tất cả các giác quan này? Ông có thể tìm cách điều khiển thân xác làm bằng ngũ đại. Nhưng làm sao ông có thể kiểm soát ngũ đại vô giới hạn bao quanh ông? Ông có 5 công cụ giác quan, và ngũ đại bên ngoài ông cũng hoạt động như thế. Ngũ đại hợp lại để tạo thành sattva, hay tinh chất thực phẩm. Trong đó có ý thức hiện hữu của ông. Có người biết sự hiện hữu của mình, nhưng ai biết thì không thể nói được. Ý thức hiện hữu trong con người nhận diện thân xác làm hình tướng của nó. Sự nhận diện này xảy ra trong tất cả 84 vạn hình tướng khác nhau, như côn trùng, chim muông, thú vật, v.v.
Tất cả các hình tướng là do ngũ đại. Tất cả mọi hành động cũng đều do ngũ đại. Sự tồn tại của cái ta trong con người như người hành động chỉ là tưởng tượng. Khi ông biết được sự thật này, tất cả lo lắng của ông sẽ không còn. Và mọi diện mạo của ông cũng sẽ biến mất. Cái tuyệt đối không có màu sắc, không có kiểu dáng, không có danh xưng, không có hình tướng. Tất cả danh xưng và hình tướng xuất hiện trên thế gian cùng với sự tưởng tượng và những gì được viết ra là do ý thức trong hình tướng con người. Thế gian đầy những sách vở chứa đựng các khái niệm của những người viết ra chúng. Cái chúng ta nghĩ là mình không ngừng thay đổi với thời gian. Từ một hài nhi thành một đứa trẻ, một thiếu niên, một thanh niên, một trung niên và một lão niên. Diện mạo của chúng ta thay đổi với thời gian, chẳng có diện mạo nào bất biến. Và cái biết của chúng ta về chính mình chỉ có giá trị trong lúc đó. Vì thế, những gì chúng ta nghĩ là mình, vào bất cứ lúc nào, đều vô giá trị. Tất cả đều vô nghĩa. Diện mạo không phải là của chúng ta, mà là các trạng thái của chất liệu thực phẩm, dung chứa ý thức hiện hữu của một người. Khi cái ta hiện hữu ra đi, người ta gọi đó là chết. Biết sự tồn tại của mình thì đau khổ, và đó là một đặc tính của thân xác thực phẩm. Không biết sự tồn tại của mình là trạng thái yên ổn và tốt lành. Khi ông không biết ông hiện hữu, thì liệu có còn sợ hãi? Khách: không. Maharaji: cái ta biết là ta, thì ta không phải cái đó. Ta là cái ta không thể biết. Đi xa hơn, ta là đất, ta là đá, ta là thực phẩm được tiêu hóa. Ta cũng là cái bị thải vào hố xí mỗi sáng. Ta không phải là một cá nhân, mà là tình yêu và các cảm xúc. Thay vì gọi cái vô thường là không thật, là lừa dối, chúng ta gọi nó là maya hay ảo tưởng. Chúng ta vẫn gặp những người tin tưởng rằng họ biết rất nhiều. Trường hợp của ta biết rằng ta chẳng biết gì cả. Thay vì nói một người thọ 100 tuổi, chúng ta phải nói người đó đã đau khổ suốt 100 năm. Ông là nhân chứng chứng kiến các sự kiện xảy ra quanh ông. Sự nhận diện đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh. Nếu không có sự chứng kiến, liệu có hạnh phúc hay bất hạnh? Chẳng cần hỏi bất cứ ai, ông có thể nói rằng đã có một thời không có gì để chứng kiến. Đó là đã chứng nghiệm của ông 100 năm trước. Vì thế, tự thân sự chứng kiến là một tội. Tội này không thuộc một cá nhân, mà là của cả thế gian. Một hình tượng bằng đá do con người tạo ra, khi được thờ phượng sẽ ban cho ông những gì ông muốn. Ý thức này còn uy quyền hơn thế rất nhiều. Khi được thờ phượng như thượng đế, nó có thể ban cho ông bất cứ cái gì. Những người tìm kiếm thành khẩn có thể tìm thấy sự giải thoát chỉ bằng cách nghe cái biết này, không cần phải chịu đựng bằng những hy sinh và sám hối. Tất cả những diện mạo hư giả rơi xuống, và cái tối hậu vẫn còn đó trong tất cả sự nguyên vẹn của nó. Khách: vậy tôi phải làm gì? Maharaji: hiện thời ông chẳng cần lo lắng về điều đó. Mọi chuyện sẽ xảy ra quanh ông như chúng cần thiết phải xảy ra. Ngày 14 tháng 12 năm 1979, ta không biết là trạng thái hiện hữu đúng nhất. Khách: tôi đã giải xong tất cả những bí ẩn của tôi, ngoại trừ bí ẩn về cái ta. Maharaji: khi ông nhìn chính ông như ông là, thì chẳng còn bí ẩn nào nữa. Ông có trực tiếp biết sự sinh ra của chính ông. Khách: không. Maharaji: sau cái được gọi là sinh ra của ông, sự đói khát của ông bắt đầu một cách tự nhiên, kể cả việc tiểu tiện và đại tiện. Đó không phải là những gì ông làm. Cái biết của ông dung chứa tất cả,
Nếu không có cái biết thì chẳng có gì. Cái biết tai hiện hữu của ông hay ý thức của ông là kho chứa tất cả mọi hình tướng hữu hình. Toàn thể thế giới của ông ở trong đó. Ký ức tai hiện hữu của ông nhận diện với thân xác. Nhưng ký ức đó không có hình tướng. Ông có thể gọi nó là Atma hay cái ta. Cái ta không có hình tướng. Ông có bao giờ suy nghĩ về diện mạo đích thực của ông? Khách, tôi cố gắng nhắc nhở chính mình về sự hiện hữu đích thực của tôi. Maharaji, nếu ông không phải là thân xác và tên của nó, thì ông là cái gì? Khách, im lặng. Maharaji, cứ kệ thân xác, chỉ cần đừng nhận diện với nó. Ta không biết là thái độ đúng nhất. Chúng ta không thể chỉ ra thực tại là như thế này hay thế nọ. Chúng ta chỉ có thể nói neti neti, có nghĩa là không phải cái này, không phải cái này. Khi đã nhận ra cái ta, không cần thiết phải lặp đi lặp lại, ta không phải thân xác này. Lúc đó ông sử dụng thân xác như một công cụ. Maharaji, trong giấc ngủ sâu ông có biết thân xác không? Khách, không. Maharaji, sự nhận diện với thân xác xảy ra sau khi thức giấc. Khi người tìm kiếm biết được rằng ý thức của mình được cấu tạo bởi ngũ đại và ba đặc tính, ông có thể nói gì về giá trị của người đó? Những người mà chúng ta gọi là các đấng hiện thân có cùng ý thức như ông bây giờ. Thế giới nhận sự sinh ra trong ý thức của ông. Khách, có nhiều nhà cải tổ xã hội trên thế gian này. Họ hoạt động rất nhiều cho mọi người. Maharaji, đúng, họ làm điều tốt. Nếu chúng ta đếm số người đã sinh ra trên trái đất này cho đến nay, con số sẽ là bao nhiêu? Khách, im lặng. Maharaji, ông nghe từ ngữ hay câu nói đầu tiên trong đời ông bao giờ? Lúc đó ông bao nhiêu tuổi? Năm nay ông bao nhiêu? Khách, 50. Maharaji, không nhiều lắm. Ông có biết cha mẹ ông 51 năm trước? Chúng ta chỉ nghĩ về sự tồn tại của mình sau khi sự hiện hữu xuất hiện, không phải trước đó. Một số người cho rằng họ có rất nhiều quyền năng. Liệu chúng ta có một diện mạo nhất định và diện mạo đó có thể làm bất cứ gì mà không bao giờ thất bại? Trong thế giới này, liệu có ai thực hiện bất cứ sự cải tổ nào tồn tại mãi mãi? Lúc còn thơ ấu, chúng ta vâng lời cha mẹ chúng ta và làm bất cứ gì họ bảo. Bây giờ đạo sư bảo rằng ông không có danh xưng và hình tướng. Ông hoàn toàn tự do ngay khoảnh khắc này. Tại sao ông không nhận? Có nhiều giai đoạn trong sự tiến hóa của một người. Một người nói ra khi người đó hiểu. Những gì một người nói ra thì đúng vào lúc đó. Khi thật sự hiểu, một người biết rằng mình chưa bao giờ được sinh ra. Lúc đó một người không thể hỏi những câu về ngày và thời gian có sự sinh ra của mình. Khi không có sự sinh ra thì làm sao có sự chết đi? Khách, liệu có cái biết ta hiện hữu trong chất liệu thực phẩm? Maharaji, tinh chất thực phẩm không có cái biết ta hiện hữu. Nhưng khi nó trở thành thân xác của một con người, thì cái biết ta hiện hữu xuất hiện. Sau đó, sự đau khổ và cuộc chiến đấu để sinh tồn bắt đầu. Cái ta yêu phải phấn đấu để tồn tại là điều tự nhiên. Khi ý thức hiện hữu vô tình xuất hiện trong một hình tướng, thì cái gọi là sinh xảy ra. Khách, liệu có thể tránh được đau khổ không? Maharaji, từ ý thức, các biến cố hay sự kiện tuôn ra. Dù một con người tưởng tượng hay một sự hiện hữu cá nhân nào đó cảm thấy đau khổ vì các biến cố này,
thân xác thực phẩm có hình tướng, nhưng cách cư xử thì vô hình tướng. Cái biết ta hiện hữu là đặc tính của sattva, hay tính chất thực phẩm, cùng với các trạng thái thức và ngủ đi kèm. Khi thân xác thực phẩm trở nên già nua, giác quan và các bộ phận vận hành trở nên suy yếu, không còn hoạt động đúng mức. Ý thức hiện hữu của một người không có hình tướng hay danh xưng, nhưng một người cho hình tướng của thân xác thực phẩm là hình tướng của mình và nhận cái tên gán cho nó. Tất cả mọi sự kiện tốt xấu xảy ra đều là khái niệm, vì không có bất cứ ai để chứng kiến chúng xảy ra. Trong vô minh, một người tin tưởng sự tồn tại và hiện hữu của mình là có thật. Thói quen này được hình thành từ khi còn là một đứa trẻ, nên không thể từ bỏ một cách dễ dàng. Các vì sao xa xôi không thể thấy được, nhưng có thể thấy được nhờ kính viễn vọng. Ý thức của ông cũng giống như kính viễn vọng, nhờ nó mà rất nhiều thứ trở nên thấy được. Khả năng thấy là đặc tính của ý thức, chứ không phải của người thấy. Sự chứng kiến ý thức xảy ra đối với người thấy. Ý thức dung chứa tất cả. Sự chứng kiến tất cả xảy ra đối với người thấy. Maharaji nói với khách: cuộc đối thoại đang diễn ra bây giờ là đặc tính của cái gì? Khách: nó là đặc tính của ý thức. Maharaji: từ lúa và lúa mì ông có thể làm ra bao nhiêu món ăn? Khách: vô số. Maharaji: tương tự như thế, có vô số sự kiện xảy ra trong ý thức. Sinh ra là gì? Khách: sinh ra là sự xuất hiện của ý thức ta hiện hữu. Maharaji: tất cả đều là các đặc tính của ý thức mà không phải của người chứng kiến ý thức. Ý thức chiếm toàn thể vũ trụ và được gọi là Visvambara. Vô số người và các sinh vật khác đã sống trong ba thời đại vừa qua. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Bây giờ họ ra sao? Khách: họ đã chết từ lâu. Maharaji: ta biết họ bây giờ ra sao. Họ cũng như ông, cái mà ông đã là trước khi nhận lấy hình tướng này. Tất cả mọi bí mật của ông sẽ được giải quyết ngay khi ông biết lý do tại sao và bằng cách nào về ý thức của ông. Ông biết ý thức của ông đã không có 100 năm trước, bây giờ nó có. Ông phải biết lý do tại sao và bằng cách nào của nó. Biết nó là việc của ông. Còn ai khác biết nó để nói với ông? Bây giờ ta đang nói. Ta đang nói tất cả những điều này với ai? Ta không nói với đàn ông và đàn bà. Ta đang nói chuyện với nguyên lý của sự sinh ra. Các hình tướng đã xuất hiện sau cái được gọi là sinh ra. Ông không thể tham dự vào các cuộc đàm luận này, vì ông không có cái biết. Ai có cái biết ở đây? Có phải đây là một trò đùa để thuyết phục những người khách ngoại quốc này? Những người tìm kiếm cảm thấy bối rối khi nghe những phát biểu khác nhau vào những lúc khác nhau. Hôm qua ông ấy đã nói như thế, hôm nay ông ấy nói hoàn toàn khác hẳn. Ta nói với ý thức thuần túy, nguyên lý của sự sinh ra, nhưng người nghe lại là đàn ông và đàn bà. Do đó có sự hiểu sai và bối rối. Chất liệu thực phẩm không phải là một sinh vật. Nếu con lừa ăn nó thì chất liệu trở thành một con lừa. Nếu con khỉ ăn nó thì chất liệu trở thành một con khỉ. Nguyên lý sinh ra không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng các đàn ông hay đàn bà là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vậy làm sao có cái hiểu đúng được? Trong cuộc sống không có gì lớn hơn hay không có gì nhỏ hơn ý thức. Tất cả các kinh nghiệm nó như cái biết ta hiện hữu của các ông. Tất cả các kinh nghiệm nó như cái biết ta hiện hữu của các ông. Trong phạm vi của ý thức có vô số danh xưng, nhưng người chứng kiến ý thức thì không có danh xưng.
Khi nói chuyện với người khác, chúng ta dùng lời lẽ theo lựa chọn của mình. Người khác dùng lời lẽ theo sự lựa chọn của họ. Nếu có sự bất đồng về lời lẽ được sử dụng, thì có tranh cãi và thậm chí có thể đánh nhau. Lời lẽ tạo ra những lời lẽ gay gắt hơn, và người khôn ngoan yêu cầu tất cả ngừng nói. Lúc đó có sự im lặng và yên ổn. Thế giới vận hành với cái hiểu biết rằng tất cả mọi thân xác và thế giới là thật. Trong thực tế, cả hai đều là hư giả, và đó là cái hiểu đúng. Các thân xác và thế giới được tạo ra từ cùng ngũ đại. Người thấy mình tách biệt với thân xác thực phẩm thì tự do. Cái tuyệt đối không có danh xưng, nhưng để tìm cách hiểu nó, chúng ta dùng những tên như Brahmatma hay Parabrahman. Những người đến gặp ta cảm thấy ta khó hiểu. Chỉ cần một người trong số họ hiểu ta đúng thì đã là một thành công. Bởi những gì ông thấy, thế giới này không gì khác hơn là những hình tướng được tạo ra bởi trí tưởng tượng của khả năng tri thức con người. Thế giới được làm cho tốt đẹp bằng những ý tưởng phát sinh từ một hình tướng con người. Khái niệm ta hiện hữu trong hình tướng con người có những quyền năng vĩ đại, nhưng sự nhận diện với thân xác đã đem lại bi kịch về cái chết. Khách: tất cả mọi thứ đều như thật, làm sao có thể là ảo tưởng? Maharaji: từ vị thế của cái tuyệt đối, tất cả đều là maya, là ảo tưởng. Khách: cái gì là sức mạnh của ý thức? Maharaji: cũng như lửa ở trong chiếc khăn này, nhưng không thấy được. Có rất nhiều sức mạnh và khả năng trong ý thức. Khách: ý thức hiện hữu đã xuất hiện từ cái vĩnh cửu như thế nào? Maharaji: ý thức hiện hữu của chúng ta là nội dung của dạ con. Nó tiềm ẩn trong dạ con và tiếp tục như thế cho đến 3 hay 5 năm sau khi được sinh ra. Cũng giống như một quả xoài xanh, cần phải có thời gian để trở nên ngọt. Khi hiện hữu của ông chín mùi, ông bắt đầu nhận ra mẹ ông. Hiện hữu này rất lâu đời và vĩnh cửu, nhưng nó đã không có ý thức hiện hữu. Ý thức hiện hữu chỉ xuất hiện sau khi có một thân xác thực phẩm. Trạng thái hiện hữu của chúng ta, cho đến khi được 3 hay 5 tuổi, cũng giống như trạng thái của cái vĩnh cửu. Khách: tại sao quá khó khăn để nhận ra chân lý? Maharaji: chân lý sẵn có cho tất cả mọi người, nhưng tàng ẩn. Con kiến có thể nhận ra một hạt đường trong cát. Ông phải nhận sự giúp đỡ của đạo sư để xác định chân lý và nhận ra nó. Chân lý khai mở và tự do khi các khái niệm có được do nghe và đọc bị thổi mất đi. Khách: tại sao khó kiếm bậc thánh nhân? Maharaji: người ta bảo rằng người nào nhận ra cái ta thì giấu nó. Trong thực tế chẳng có gì giấu giếm. Vì không có người thật sự tìm kiếm chân lý, nên có vẻ như bậc thánh nhân giấu nó đi. Chỉ người hy hữu mới tìm thấy chân lý, còn tất cả chỉ theo đuổi những thứ của thế gian. Họ thờ phượng thượng đế để mong đạt được những lợi lộc vật chất. Bậc thánh nhân có đủ kiên nhẫn để chờ đợi người tìm kiếm hy hữu. Thánh Inanetqua đã bảo rằng cái biết được truyền đạt tùy theo khả năng tiếp nhận của người nghe. Khách: Maya là gì? Maharaji: khi chúng ta biết mình hiện hữu thì yêu thích sự hiện hữu này và muốn kéo dài nó. Đó là Maya. Khách: tại sao thế giới đầy những hỗn loạn? Maharaji: trạng thái tỉnh thức thật sự là nhận ra cái ta. Trạng thái tỉnh thức của ông
cũng giống như là trạng thái tỉnh thức trong chiêm bao. Ông không thể mong đợi bất kỳ gì từ thế giới chiêm bao của ông, vì nó không thật. Thế giới này cũng không thật như thế giới chiêm bao, nhưng ông cho là thật và mong được hưởng lợi từ nó. Chỉ khi nào nhận ra cái ta thì thế giới của ông mới không còn hỗn loạn. Khách: tại sao trạng thái thức của chúng tôi là không thật? Maharaji: cái biết ta hiện hữu là mầm mống của thế giới mà ông thấy. Giấc chiêm bao ta hiện hữu tạo ra thế giới chiêm bao của ông, và trạng thái tỉnh thức ta hiện hữu tạo ra thế giới này. Vì ta hiện hữu chính nó là một ảo tưởng, nên thế giới chiêm bao lẫn thế giới của trạng thái thức đều không thật. Ta không kinh nghiệm thế giới qua sách vở. Thế giới là kinh nghiệm trực tiếp của ta. Nó là đặc tính của cái biết ta hiện hữu của ta. Ta tồn tại, do đó ta thấy thế giới của ta. Thế giới được tạo thành bởi ngũ đại. Các đại này không theo bất cứ sự hướng dẫn nào. Chúng hoàn toàn tự do hành xử theo ý muốn. Do đó, thế gian này là như thế. Khách: lẽ ra tôi đã không nhận sự sinh ra trong một thế giới như thế này. Maharaji: chỉ trong một khoảnh khắc có hàng tỷ và hàng tỷ sự sinh ra. Những sự sinh ra này là của ai vậy? Ông đặt tên tùy theo hình tướng thân xác, nhưng tất cả những sự sinh ra đó đều là sự xuất hiện của ý thức trong các thân xác thực phẩm của 84 vạn chủng loại khác nhau, từ một con ấu trùng cho đến con người. Tất cả những hình tướng này sẽ biến mất, nhưng ý thức thì không. Ý thức thì bất tử. Khách: tại sao có quá nhiều tôn giáo? Maharaji: một người ưa thích những khái niệm của chính mình và muốn người khác tuân theo những khái niệm này. Nếu thành công thì người đó có tín đồ, rồi đưa đến tín ngưỡng và tôn giáo. Ngày 15 tháng 12 năm 1979, cái vĩnh cửu đang nói ở đây. Maharaji: thân xác của con người cũng như là của tất cả các sinh vật khác đều cấu tạo bởi tinh chất thực phẩm, trong đó có sự hiện diện của ngũ đại. Các hành động xảy ra là do ba gunat hay ba đặc tính. Liệu ông có thể chỉ ra một thân xác mà trong đó không có các đại? Khách: không, đó là điều không thể. Maharaji: ngay cả những sự hiện thân của đấng Ram hay của đấng Krishna cũng không là ngoại lệ đối với nguyên tắc này. Mỗi đại đều không thể đo lường và vô giới hạn. Cho rằng mỗi hình thức của sự sống hay cá nhân có sự tồn tại riêng biệt là điều tưởng tượng. Thế giới của ông tồn tại chỉ khi nào ông biết ông hiện hữu. Trong giấc ngủ sâu, ông không biết ông hiện hữu nên không có thế giới. Chúng ta là kết quả của dịch thực phẩm trong thế giới này. Đất có biết gì không? Khách: không. Maharaji: ông là cát bụi, và cuối cùng ông sẽ trở về với cát bụi. Người ta đến đây cầu xin các vấn đề của họ được giải quyết. Nhưng khi người ta có ý định đến đây thì có vẻ như các vấn đề đó sắp kết thúc. Khách: Maya có còn tồn tại sau khi đã giác ngộ cái ta? Maharaji: đối với các bậc thánh nhân, Maya có tồn tại hay không thì chẳng quan trọng. Có cái biết nào trong lời nói của bất cứ ai trên thế gian này? Khách: im lặng. Maharaji: những người đến đây có thể phàn nàn rằng họ đã không nhận được cái biết nào, mà lại còn cảm thấy bối rối hơn nữa. Cái vĩnh cửu đang dùng ngôn từ thuyết giảng ở đây,
cái vĩnh cửu không phải là một phần của cái nhất thời. Khách, liệu ta có đau khổ vì sự tin tưởng của họ? Maharaji, nếu người ta tin rằng một điều không tốt lành sẽ xảy ra cho họ, thì ta bảo họ rằng đó là định mệnh của họ, ta không thể cải sửa. Đối với ta, nhận ra rằng ta không phải là một phần của cái đến và đi, xuất hiện và biến mất là đã quá đủ. Khách, nếu tôi không phải thân xác, cái gì là giới hạn của tôi? Maharaji, ta bảo những người tìm kiếm đừng tự đánh giá mình quá thấp. Ông vĩ đại đến độ khó có thể tìm được sợi dây thừng đủ dài để quấn quanh ông. Nói cách khác, phải mất nhiều thế kỷ đi quanh ông mà vẫn không thể hoàn tất được một vòng. Tốt hơn hãy rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, trước khi ông mất hết cả tin tưởng về chính ông. Cái nói ra bất cứ gì luôn luôn là ý thức, và những gì được nói là sự thể hiện của ý thức. Khách, cứ mỗi một khoảnh khắc có hàng tỷ tỷ sự sinh ra. Maharaji, ai được sinh ra? Khách, con người và loài vật, vân vân. Maharaji, không phải. Tất cả đều là sự sinh ra của ý thức trong vô số hình tướng, cũng như phôi thai còn tiềm ẩn, quả trứng vũ trụ vẫn còn tiềm ẩn. Các nhà khoa học thực hiện những phát minh vĩ đại, các nhà du hành vũ trụ bay vào không gian để nghiên cứu các hành tinh xa xôi. Khi những con người vĩ đại này nghiên cứu chính họ, họ sẽ tìm thấy gì? Khách, chẳng có gì. Maharaji, cái biết của các nhà khoa học là cái biết vật chất. Cái biết ta hiện hữu của chúng ta là do chất liệu thực phẩm. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thành công trong việc tạo ra con người trực tiếp từ chất liệu thực phẩm. Vì thế, vẫn phải cần đến sự giao hợp của người nam và người nữ. Khách, ông có tự tin khi đối diện với bất cứ câu hỏi nào? Maharaji, khi người ta từ khắp nơi trên thế giới đến gặp ta, ta chẳng có gì phải lo lắng. Kẻ được sinh ra thì chỉ vãng lai, cái không được sinh ra thì không thể đến. Cái được sinh ra thì ta biết rất rõ. Ta biết rõ ý thức đã xuất hiện như thế nào và ở đâu. Ngày 16 tháng 12 năm 1979, sự cần thiết để tồn tại làm cho ông bị giới hạn. Maharaji, mọi vật hiện hữu như chúng là, một bông hoa hiện hữu như nó là, và một vật khác hiện hữu như nó là. Ông cần nghiên cứu gì thêm nữa ở đây? Khách, im lặng. Maharaji, trước tiên, ý thức xuất hiện, rồi sau đó là tất cả những cảnh tượng này. Trong cảnh tượng, nhiều hình tướng khác nhau xuất hiện vào những thời điểm khác nhau. Từ con kiến đến con người, các hành động xảy ra theo dòng tư tưởng. Ý thức trong mọi hình tướng đều bị ràng buộc bởi thời gian. Khi thời gian đi thì nó cũng biến mất. Cũng như là ông thấy cây cỏ mọc lên vào mùa mưa, có sự tạo thành các sinh vật đủ mọi loại khác nhau. Sự đau khổ của con người là do khái niệm. Khái niệm có thể khác với sự kiện thực tế. Một người được hướng dẫn và bị điều khiển bởi dòng tư tưởng bên trong. Do đó, một người xuất thân tầm thường có thể trở thành một nhân vật lịch sử vĩ đại. Khách, rất đúng. Nếu không có sự hướng dẫn từ bên trong, chúng ta đã chẳng làm gì. Maharaji, chính ý thức chứ không phải tâm là cái lắng nghe đạo sư. Hãy chú ý đến ý thức của ông,
thiền quán ý thức như đạo sư, như thượng đế, như Brahman. Vũ trụ và mười phương đều từ đó hình thành. Chính ông phải nhận ra sự thật này. Cứ làm như những gì ông được căn dặn, rồi sự tiến bộ tâm linh và phương tiện sinh sống vật chất của ông sẽ được chăm sóc chu đáo. Người hy hữu mới nhận ra sự thật về điều này. Ta cũng như ông, chỉ khác biệt trong sự giác ngộ. Ông cũng có khả năng tương tự để đạt được sự giác ngộ. Khách, chúng tôi có những giới hạn của mình. Maha là gì? Ông xem mình như một cá nhân mà thật ra ông không phải. Ta biết chính ta là sự thể hiện vô giới hạn. Khi ta hiện hữu, thì sự tạo dựng, sự bảo tồn và sự hủy diệt cũng có đó. Nhưng ta là cái bất sinh và bất tử. Ngũ đại hiện diện trong tất cả các hình tướng của sự sống. Để ví dụ, không khí hay hơi thở của sự sống hiện diện trong tất cả mọi sinh vật. Ta là cái đó, hay cái đó của ta, thì chung nhất trong tất cả. Ông có thể gọi cái đó là Brahman. Ta không phải một cá nhân. Ta là cái bất khả phân chia, hay hiện diện trong tất cả. Đặc tính của ngũ đài là đặc tính của chính ta. Tất cả các đặc tính này tạo thành thiên nhiên, Nisarga. Tất cả những sự hiện thân đều xảy ra trong thiên nhiên. Tất cả đều là một với ngũ đại và có một hình tướng cá nhân. Đối với ông, các hình tướng nam và nữ đều thật. Đối với ta, ngay cả các yếu tố nam, Prakriti và nữ, Purusa, đều vô hình tướng. Ông đặt các danh xưng khác nhau cho vô số hình tướng. Nhưng ông phải đồng ý rằng, nếu không có hình tướng thì tất cả đều là một. Tất cả mọi hình tướng đều tùy thuộc thời gian. Khi so sánh với cái vô tận, bất cứ khoảng thời gian nào cũng đều ngắn ngủi, như thể là không. Vì thế tất cả mọi hình tướng chỉ là thoáng qua và hư huyễn. Chúng chỉ có sự xuất hiện nhất thời. Từ cái nhìn của một thánh nhân, đứa trẻ được sinh ra và cái có trước khi nhập thai đều như nhau. Một sự xuất hiện nhất thời hội nhập với sự vô xuất hiện vĩnh cửu. Có những khác biệt trong sự xuất hiện bề ngoài, nhưng đồng nhất trong biến mất. Ngay cả khi chiêm bao xuất hiện và gây hỗn loạn. Liệu chiêm bao có thật? Khách: Không. Tôi rất vui mừng được ông cho biết Thượng Đế là gì. Maha là gì? Không. Tất cả những cái đó là kiến thức của ông. Ông là cái gì trong thực tại? Đạo sư của ta cho ta biết cái ta là. Ta bảo ông cũng như thế. Ông có đồng ý không? Khách: Có. Maha là gì? Thế giới mà ta thấy là sự thể hiện của chính ta. Tất cả những cái biết mà ta có về thế gian này là cái biết của chính ta. Đối với ông, đàn ông khác đàn bà. Ngay cả một người đóng vai đàn bà trong một vở kịch cũng không quên mình là đàn ông. Đối với ta, tất cả là chính ta. Tất cả mọi danh xưng và hình tướng là của chính ta. Brahman không phải nam hay nữ. Brahman vô hình tướng. Ông chú ý đến hình tướng mà quên mất nội dung, tức thực tại. Toàn thể ngũ đài tạo ra bất cứ hình tướng nào. Xem mình là đàn ông hay đàn bà là một căn bệnh. Khi nghe những pháp thoại như thế này, ông sẽ thấy chính mình là vô hạn và vô biên. Ông không thể bị hạn chế trong một thân xác nhỏ bé. Dần dần ông thấy chính ông rộng lớn hơn và bao la hơn. Ông sẽ nhận ra rằng, vì căn bệnh nhận diện với thân xác nên ông trở thành đàn ông hay đàn bà. Vấn đề không phải là nói với người khác ông là cái gì, mà là có sự tin tưởng bên trong về bản chất đích thực của ông. Người hy hữu như đấng Krishna thấy chính mình như mình là và nói với người khác về điều đó. Trong Thánh Thư Gita, Ngài đã nói rất rõ về điều này.
Ngài thấy chính Ngài trong thế giới này và tất cả đều là cái biết của Ngài. Tất cả những cái tên như Shiva, Ram và Krishna đều là tên gọi của thiên nhiên, Nisarga, được nhân cách hóa. Cái tên gọi này mô tả thái độ của thiên nhiên, cũng như các đặc tính của mỗi đại, thì khác với bốn đại kia. Trong thiên nhiên chúng ta thấy nhiều đặc tính khác nhau. Khi ông không thể thay đổi được một đứa trẻ, ông phải nhìn nhận tính chất của nó là như thế và không thể thay đổi được. Tất cả các chức năng của gia đình vũ trụ là do Parakriti và Purusa. Purusa chỉ là người chứng kiến, còn tất cả là sự điều động của Parakriti. Một môn đồ đích thực sẽ nói, khi cái chết là bất khả tránh, tại sao không làm như lời đạo sư nói và xem chuyện gì xảy ra? Một người sùng kính vĩ đại xem Thượng Đế như bạn và nói với Ngài, tất cả mọi thứ đều thuộc về Ngài và sẽ duy nhất thuộc về Ngài. Tại sao Ngài lại nghi ngờ con sẽ lấy đi một phần? Ta đã quan sát một cuộc đời như nó là và rút ra các bài học. Sự tồn tại của chúng ta trong bất cứ hình tướng nào là bất khả tín nhất. Người thân gần gũi ở đây với chúng ta hôm nay, có thể ngày mai không còn nữa. Đứa con duy nhất có thể lăn ra chết trước mặt cha mẹ của nó. Đó là bản chất của sự tồn tại, và chúng ta không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình để ít bị tác động nhất bởi những điều bất hạnh này. Tính bất khả tín dạy chúng ta không nên ràng buộc. Không có gì có thể quấy rầy sự yên ổn và tĩnh lặng của chúng ta. Ta đã vận dụng một cách thiết thực những bất định của cuộc đời. Cho đến nay ta đã nói với ông về phương diện được biết. Phương diện kia, ông không có bất cứ cái biết trực tiếp nào, là chân lý. Phương diện thứ nhất là hữu thức, Saguna, và phương diện kia là vô thức, Niguna, hoàn toàn không có bất cứ thuộc tính nào. Ý thức có vẻ như vô giới hạn, nhưng nó biến dịch và không thật. Cái vô thức có vẻ như nhỏ bé, nhưng là vĩnh cửu. Vì thế là chân lý. Chính sự cần thiết để hiện hữu làm ta bị giới hạn. Tính bất toàn hảo của ta gia tăng theo sự cần cầu của ta. Khi không có sự cần thiết để hiện hữu, ta trở nên vô giới hạn, đúng thật và vĩnh cửu. Cái không được biết một cách trực tiếp là chân lý. Trạng thái đó của ta, ta không thể nói bất cứ gì về nó, thì ở trong trật tự toàn hảo. Cái thị hiện thì nhất thời, còn cái bất thị hiện, Niguna, là cái vĩnh cửu, và cái đó là chân lý. Khách, tâm linh còn dạy chúng tôi cách sống trong thế giới này. Maharaji, đúng, đừng yêu quý cái nhất thời. Nếu ông mong muốn sự bình an và tĩnh lặng, yêu cái vĩnh cửu nếu ông có thể. Ít nhất hãy yêu cái tài hiện hữu của ông, hãy kết bạn với nó. Nó sẽ không bao giờ bỏ mặc ông một mình. Nó sẽ dành cho ông sự thân cận suốt đời. Nó là sự thân cận thánh thiện gần gũi nhất và tốt lành nhất. Nó là cái khả tín nhất. Ngày 17 tháng 12 năm 1979, tất cả cá nhân đều là tưởng tượng. Maharaji, không thể có sự sống mà không có ngũ đại. Tất cả những gì được gọi là cá nhân đều vay mượn sự tồn tại từ ngũ đại. Mọi vật được tạo thành bởi ít nhất là hai trong số năm đại. Từ khi nào các đại kết hợp để tạo ra sattva hay tinh chất thực phẩm, thì lúc đó mới có ý thức về sự hiện hữu hay atma, cái ta. Mặc dù tất cả hình tướng có sự sống đều tùy thuộc vào thời gian, nhưng một số hình tướng như của Makandeya có thọ mạng rất lâu dài. Trong thiên nhiên và trong ý thức không có luật lệ và trật tự. Con người muốn có trật tự nhưng không thể kiểm soát được thiên nhiên. Vì thế con người cho rằng
có luật lệ và trật tự trong thiên nhiên. Ngũ đài, ba đặc tính cũng như là hai yếu tố Prakriti và Purusha đều vô hình tướng. Tất cả mọi hình tướng được tạo thành bởi 10 yếu tố này đều có sự tồn tại tưởng tượng. Ta đang nếm mùi vị ta hiện hữu. Mùi vị này đã không có 100 năm trước, nhưng bây giờ nó có ở đây. Công việc đầu tiên của ta là tìm ra nguyên do tại sao và thế nào của mùi vị này. Trong cuộc tìm kiếm chân lý, ta nhận ra cái ta của ta không có sự tồn tại. Ta nhận ra rằng cái ta này không phải là cá nhân, mà là cái ta vũ trụ. Cái ta thật thuộc về toàn thể sự tồn tại, mà không có tính cách cá nhân nào. Với sự phát hiện này, cuộc tìm kiếm của ta chấm dứt. Cái tồn tại đã không phải là ta, mà là Brahman. Ông cảm thấy sự tồn tại của ông là quan trọng. Do đó, tất cả mọi thứ đều quan trọng đối với ông. Nếu sự tồn tại của ông mất đi tính cách quan trọng của nó, chẳng còn gì quan trọng đối với ông. Ông biết ông hiện hữu và ông muốn mình tồn tại mãi mãi. Ông muốn thân xác ở cùng với ông vô thời hạn, nhưng nó là một thân xác thực phẩm có hạn tuổi và thời hạn. Làm sao có thể khỏe mạnh mãi mãi? Mỗi con người có vẻ như được tạo thành bởi hai thái cực. Cực thứ nhất là cực giả định. Nó là sự bắt đầu của cái ta hiện hữu. Cực thứ hai là cực hoạt động. Nó hoạt động để duy trì cực thứ nhất. Nếu không có cực thứ nhất, cực thứ hai vô nghĩa. Cực thứ hai tùy thuộc cực thứ nhất và duy trì cực thứ nhất. Cực thứ hai hoạt động chừng nào cực thứ nhất còn tồn tại. Vì tất cả mọi cá nhân đều là tưởng tượng, nên phê phán chuyện gia đình của người khác là sai lầm. Trong thực tại, đó là chuyện của cái toàn thể hay đấng Brahman. Thể vía chiếm trọn vẹn sự hiện hữu. Mặc dù chúng ta tự giới hạn trong thân xác, nhưng đó không phải là kinh nghiệm thật sự của chúng ta. Chúng ta luôn luôn kinh nghiệm mọi vật xung quanh, trong đó thân xác chúng ta cũng tồn tại. Điều này áp dụng cho các trạng thái thức cũng như chiêm bao. Đó là lý do vì sao có vẻ như chúng ta cố tìm cách ép buộc chính mình là thân xác, hoàn toàn trái ngược với kinh nghiệm thật sự của chúng ta. Không phải một cá nhân kinh nghiệm cái toàn thể, mà cái toàn thể, cái thị hiện, kinh nghiệm cái toàn thể. Mỗi con người không phải là riêng biệt, mà luôn luôn thuộc về nhóm của 10 yếu tố, ngũ đại, ba đặc tính, hai phương diện, Prakriti và Purusha. Khách, liệu có thể nào truyền đạt cái biết mà không cần đến ngôn từ? Maharaji, sử dụng ngôn từ là để giúp ông hiểu. Sự vô minh của ông là do ngôn từ ông nghe được và đọc được. Ngôn từ của ta được dùng để tẩy xóa ngôn từ. Một số người đến đây dùng ngôn từ để tranh cãi. Cái hiểu đúng làm cho ngôn từ trở nên bớt đi và sự im lặng thì nhiều thêm. Khách, thiền quán về cái biết ta hiện hữu có ích lợi gì? Maharaji, ngoài thân xác và ý thức hiện hữu của ông, cái gì là vốn liếng của ông ở thế gian này? Chẳng cần phải hỏi ai. Cái gì là cái biết trực tiếp của ông? Ông biết ông hiện hữu và thế giới trong đó thân xác ông tồn tại. Ông không có cái biết trực tiếp về Thượng Đế hay Brahman. Cái biết ta hiện hữu của ông xuất hiện trước tiên, rồi đến thế giới. Do đó nó phải có vị trí quan trọng trước tiên. Ông phải biết rằng cái biết ta hiện hữu đó không có 100 năm trước đây. Bây giờ nó có đó. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là tìm ra lý do tại sao và bằng cách nào cái biết ta hiện hữu này đã xuất hiện. Những cái khác kém quan trọng hơn có thể được tìm hiểu sau. Thiền quán về ta hiện hữu được thực hành hoàn toàn vô ngôn và vô tưởng. Trong cái bật lửa này, ngọn lửa được duy trì bởi hơi đốt. Tương tự như thế, ý thức của ông được duy trì bởi sự tiêu hóa thực phẩm ông ăn. Chúng ta thấy thân xác ăn, nhưng người thừa hưởng là ánh sáng của ý thức
hay ánh sáng của cái biết tà hiện hữu. Khách, sau khi giác ngộ cái ta, chuyện gì xảy ra với sự ràng buộc? Maharaji, một người xem nó như ảo tưởng, người đó thấy mình là mặt trời vĩ đại chiếu sáng toàn cõi hiện hữu. Cho đến khi đó, một người vẫn bị bao bọc trong những khái niệm của tâm. Tất cả vô minh và ràng buộc là do cái biết thu thập qua nghe và đọc. Hãy ở trong trạng thái trước khi nghe bất cứ gì. Trong trạng thái trước ý thức, không có sự bất hạnh và do đó chẳng cần đến hạnh phúc. Cái biết của ông là mầm mống của khốn khổ. Nó tạo ra thế giới của ông đầy những bất hạnh. Ngày 18 tháng 12 năm 1979, rất ít người nghi vấn nội dung của kinh điển. Khách, trước khi sự hiện hữu xuất hiện, kinh nghiệm của chúng ta đã như thế nào? Maharaji, nó bất thị hiện, như thể không tồn tại. Sự xuất hiện của hiện hữu cũng giống như sự xuất hiện của một cái cây vào mùa mưa. Nếu ta hỏi ông, cái cây đó đã đến đây bằng cách nào? Làm sao ông trả lời? Đối với cái cây, không có vấn đề đến đây bằng con đường nào. Nó đã có đó, nhưng bất thị hiện. Và ở đó, nó thị hiện. Khách, thế còn quy luật của nghiệp? Maharaji, sinh, tái sinh và quy luật của nghiệp đều là những khái niệm dựa trên sự vô minh về chân lý. Khi tất cả mọi hình tướng đều là tưởng tượng, thì nghiệp hay hành động, cũng như sự sinh ra hay tái sinh, là của ai? Nếu có một hình tướng cụ thể thật sự, thì một người nhận chịu đau khổ trong hình tướng đó do hành động của chính mình. Quy luật của nghiệp dựa vào giả định cho rằng tất cả mọi hình tướng là có thật và tất cả các hành động được lưu giữ trong một hồ sơ nào đó. Dù các hình tướng đều là hư giả, nhưng cái có thật trong chúng là ngũ đại. Có thể quy trách nhiệm cho các đại này về các hành động gây ra và phải bị trừng phạt theo mức độ chúng phải chịu. Khách, cái hư giả đã được dựng lập như chân lý bằng cách nào? Maharaji, trong kinh sách có nhiều sự thêm thắt của các tác giả không có thẩm quyền. Hầu hết họ đều vô minh. Những gì họ viết thường chẳng ai biết đến. Do đó, họ lấy những danh hiệu như Vyasa, v.v. là tác giả để người đọc có thể chấp nhận dễ dàng. Ngoài ra, rất ít người đặt nghi vấn về nội dung của kinh điển. Họ mặc nhiên cho những gì trong kinh điển là chân lý. Mà nếu không phải là chân lý thì cũng chẳng sao. Đối với người đời, tâm linh xếp hàng cuối cùng trong danh sách những ưu tiên của họ. Có những vấn đề khác quan trọng hơn như thực phẩm, giá cả gia tăng, bất ổn chính trị, v.v. cần được quan tâm đến ngay. Tâm linh có thể chờ cho đến khi một người trở nên già nua. Vì thế với thời gian trôi qua, những điều hư giả không chắc thật dần dần trở thành chân lý. Khách, nếu tất cả hình tướng là không thật, thì đến và đi, sinh và tái sinh không phải là vấn đề. Maharaji, thế giới đầy những người và dân số không ngừng gia tăng. Họ từ đâu đến? Họ chỉ xuất hiện và sinh sôi nảy nở ở thế gian này, và họ sẽ biến mất cũng chỉ ở thế gian này. Tất cả các sinh vật đều tự do hành động, không có bất cứ sự bắt buộc nào phải sinh sản. Sự sinh sôi nảy nở của thân xác thực phẩm tự xảy ra. Khách, Thánh Tukaram đã nói, ta đã ở Vaikuntha, tức là chú xứ của thần Vishnu, và ta đã từ đó đến đây. Maharaji, nếu gặp ông ấy, ta sẽ hỏi ông đã ở đâu trong Vaikuntha.
Vaikuntha và Kailat, tức là chú xứ của thần Shiva, là những khái niệm rất phổ biến, nơi những người được cho là xứng đáng sẽ lên đó sau khi từ giã thế gian này. Chúng ta biết về sự tồn tại của chính mình ở đây. Thế gian này và cũng từ thế gian này, chúng ta biến mất. Đâu là vấn đề xuất xứ, từ và trở về với Vaikuntha hay Kailat? Cũng như là chúng ta thêm vào từ ngữ quá cố cho người đã qua đời. Ấn giáo thêm vào hậu tố Vasi cho Vaikuntha và Vaikunthavasi, có nghĩa là cư trú ở Vaikuntha, hay Kailat Vasi, có nghĩa là cư trú ở Kailat. Lần đầu tiên ông biết ông hiện hữu và ở đâu là những gì cho ông biết thời gian và nơi chốn về sự thị hiện của ông. Không có chuyện ông đã từ nơi nào đến. Ông hội nhập vào cái bất thị hiện cũng như thế, khi cái biết ta hiện hữu của ông không còn nữa. Khách, bậc Jinani có dùng đến trí năng không? Maharaji, ông dùng trí năng để duy trì sự sinh sống. Đối với người biết trí năng, sự sinh sống tự xảy ra. Khách, giống như trường hợp của một bào thai. Maharaji, phải. Jinani thật sự bất tùy thuộc và tự túc. Người nào đặt nặng ta là người hành động thì còn phải đi rất xa. Người nào an định ở trạng thái trước ta thì đạt được cái ta. Một người phải trở về trạng thái không có cái biết ta hiện hữu. Trạng thái này ở trong trật tự hoàn hảo. Mọi người đều đến với cái biết mình hiện hữu nhờ dịch thực phẩm. Nhưng xét cho đến cùng, ai là người đến với cái biết? Để hiểu, ông phải cho người đó một cái tên, chẳng hạn như cái tuyệt đối. Có nghĩa là chính cái tuyệt đối đến với cái biết nó hiện hữu. Đấng Krishna là một sự thể hiện của cái tuyệt đối. Trong suốt cuộc đời Ngài, Ngài nói rất nhiều điều. Bhagavad Gita là bài hát của Ngài. Nhưng cái tuyệt đối vẫn hoàn toàn vô ngôn và không hề bị ngôn từ phạm đến. Khách, các loài vật khác có bị ảnh hưởng bởi khái niệm không? Maharaji, con người thu thập khái niệm qua nghe và đọc. Vì không có trí năng, các loài vật khác không có khả năng này. Khách, những người sùng kính đấng Krishna, Gopit, có còn nhớ đến Ngài sau khi Ngài qua đời? Maharaji, trong suốt cuộc đời của đấng Krishna, những người sùng kính Ngài đã mất đi tính cách cá nhân của họ và trở nên một với đấng Krishna. Do đó, vấn đề này không phát sinh. Khi tin ta hiện hữu ra đi, cái còn lại là trạng thái vô tin, virus ta.